Mến chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Y Dược Tư Vi. Trong video hôm nay, tôi giới thiệu đến các bạn khóa học Dược sĩ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và các bạn nhớ cho tôi một điều là nó miễn phí chứ nó không có rẻ tiền, và nó cực kỳ có giá trị với các bạn sinh viên dược mới ra trường. Tất cả những kiến thức của tôi chia sẻ đến các bạn là tôi học được từ thầy cô, và cũng như là hơn 10 năm tôi bắt đầu vào nghề y, từ lúc đi làm phòng khám và hiện tại đã làm tại nhà thuốc. Và tất nhiên không ai là hoàn hảo cả. Kiến thức mà tôi có được, nó có thể còn ở mức hạn chế. Và tôi thuộc đầu 9X, nên có thể chưa cập nhật các thuốc mới hiện nay. Cho nên tôi mong các bạn đồng nghiệp, các anh chị bổ sung thêm cho chương trình nó ngày càng hoàn thiện, giúp cho các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường tiếp cận đến kiến thức tốt và vững vàng hơn trong việc bán thuốc Tây. Thì chương trình Dược sĩ tư vấn tôi chia ra gồm 3 phần. Thứ nhất, đó là dược lý và các nhóm thuốc. Thì hầu như tôi đã làm gần xong và đã đăng tải lên kênh YouTube. Ví dụ các bạn muốn tìm để học các nhóm thuốc thì các bạn chỉ cần gõ tìm kiếm trên YouTube nhóm thuốc các bạn muốn tìm kiếm, còn với là Y Dược TV thì nó sẽ ra video cho các bạn xem. Hoặc để mà xem trình tự các video của khóa học thì các bạn có thể vào website yduoctv.com để xem chi tiết hơn. Thứ hai, đó là phần các liều thực tế, một số bệnh hay gặp tại nhà thuốc. Thứ ba, đó là khóa học nâng cao, bao gồm các bệnh khó trị và cách thành lập nhà thuốc CPP. Thì phần thứ ba, tôi sẽ đăng chế độ riêng tư. Chỉ có những bạn đăng ký bấm chuông trên kênh YouTube, cũng như là hội viên trên kênh. Nói chung, nó giống như là fan cứng trên Facebook, thì mới có thể nhận được link video, mới xem được những video này. Để tránh hạn chế các bạn ngoài ngành, cũng như là các bạn xin chùa mà không có tương tác. Và tất nhiên Facebook và YouTube nó rất là thông minh. Nếu là Facebook thì sẽ tự đưa bạn lên fan cứng nếu bạn tương tác nhiều, và YouTube sẽ nhắc nhở bạn để trở thành hội viên nếu bạn tương tác tốt. Còn phần các liều thực tế, mình giới thiệu đến các bạn một số bệnh hay gặp tại nhà thuốc mà mình sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo. Đầu tiên là vỡ hệ thần kinh, bao gồm một số bệnh như là đau đầu, rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não hay là say tàu xe. Xuống thêm một xíu là nhóm hô hấp, mình chia ra hô hấp trên và hô hấp dưới. Hô hấp trên có các bệnh như là viêm họng cấp, viêm mùa xoang và viêm tai giữa. Còn viêm họng mãn tính và viêm họng hạt thì mình sẽ nói trong phần nâng cao. Còn viêm đường hô hấp dưới có các bệnh như là viêm phổi, viêm phế quản, ho khan và ho có đờm. Còn ho lao thì mình cũng sẽ nói trong phần nâng cao. Tiếp theo đó là các bệnh vào mắt như là viêm mi mắt, đau mắt đỏ, mục lẹo hay là viêm kết mạc. Tiếp theo các bệnh vào răng hàm mặt như sâu răng, viêm nếu, ê bước chân răng, chảy máu chân răng. Và khóa học nâng cao thì mình sẽ nói về các bệnh các hạch bạch huyết. Xuống thêm xíu là các bệnh về huyết áp và tim mạch. Thì phần này dược sĩ mình không tự ý các liều, nhưng mình cũng nói cho các bạn biết quy trình và phác đồ điều trị tăng huyết áp, cũng như là cách xử trí khi khách bị tăng huyết áp là như thế nào trong phần nâng cao. Tiếp theo các bệnh về dạ dày, tá tràng như viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, nhiễm khuẩn HP, ăn không tiêu dạng đầy hơi, trào ngược dạ dày thực quản. Xuống thêm một xíu là hở đường ruột như các bệnh tiêu chảy, táo bón, đại tràng, bệnh trĩ, viêm hậu môn. Tiếp theo là các bệnh về hở tiết niệu sinh dục như viêm âm đạo, viêm bàng quang, viêm thận. Còn nam giới thì các bệnh lậu, bệnh xương màu gà. Về hở cơ xương khớp thì có một số bệnh như là viêm khớp, hình gút, đau vai gáy, trục rút, tơ bì tay chân. Ngoài ra phần nâng cao còn có một vài bệnh như là viêm khớp nhiễm khuẩn, đau thần kinh nhân xương, đau thần kinh tọa. Về da thì có một số bệnh hay gặp như các vết thương ngoài da, điều trị các loại mụn, khô da, thủy đậu hay là viêm da do tiếp xúc. Còn phần nâng cao thì mình sẽ nói về điều trị các bệnh nấm, vẩy nến, nấm da đầu, rụng tóc. Ngoài ra còn có một số bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, mệt mỏi, giảm cân và tăng cân. Thì về chuyên môn, về chuyên mục giảm cân và tăng cân, mình có thể tự tin truyền tải đến các bạn.
Vì trước kia sinh viên, mình từng đi làm thêm đã là nghề huấn luyện viên thể hình, nên mình cũng tự tin vào chuyên mục sức khỏe dinh dưỡng này. Và mình nghĩ với một số bệnh hay gặp này, nếu các bạn học vững thì có thể tự đứng độc lập bán được thuốc được rồi, và dần dần sẽ bổ sung thêm kiến thức nâng cao hơn. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về website học các liều. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách đánh vào nút like ở dưới video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích. Và các bạn cứ thẳng thắn nha, bạn like hay là dislike thì cũng không ai biết bạn like đâu, cờ cả là mình. Cái việc này thật sự rất là ý nghĩa đối với chúng mình, tại vì mình cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn video trước á, thì chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua bấm nút like hoặc là không like nha, các bạn giúp Y Dược Tư Vi nha. Trước tiên, các bạn vào công cụ Google Chrome, thì trên điện thoại hay máy tính thì dây dựng vẫn giống nhau thôi. Bạn nhập vào là yduoctv.com. Đây là giao diện của trang web, gồm các dược lý, các nhóm thuốc. Các bạn có thể kéo lên kéo xuống mà xem. Tiếp theo là các liều cơ bản, mình sẽ cập nhật vào tháng 3 sau khi ăn Tết xong. Còn phần này là cách dùng thuốc. Nói chung mình mới làm vài video thôi. Sau khi xong phần các liều thì mình sẽ tới phần cách dùng thuốc này. Bên thanh menu bên phải thì các bạn có thể chọn như là khóa học nâng cao hay là khóa học cơ bản. Khi bạn nhấp vào khóa học nâng cao thì nó sẽ báo là bạn chưa đăng ký và bấm chuông, cũng như là chưa là hội viên nên sẽ không nhận được link video để xem ha. Thì các bạn nhấp vào nút này, nó sẽ chuyển bạn qua kênh YouTube. Thì các bạn cứ tự nhấp vào nút đăng ký. Khi đăng ký xong, nhớ bấm nút chuông để mình ra video thì các bạn nhận thông báo sớm đó nha. Đó là điều kiện cần để trở thành hội viên. Còn điều kiện đủ thì các bạn cứ tương tác tốt thì YouTube nó sẽ tự là đưa bạn lên hội viên thôi. Ok, video hôm nay mình giới thiệu sơ qua về khóa học miễn phí như thế. Và mình nhắc lại là nó miễn phí nhưng nó không có rẻ tiền. Các bạn cũng có thể theo dõi tôi trên Facebook. Xin chào và hẹn lại các bạn. Chúc các bạn an khang thịnh vượng. Mình biết các bạn sẽ đến cuối video này là người rất khao khát tìm tòi và học hỏi. Để không bỏ lỡ những video của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe vào channel Y Dược Tư Vi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.